Nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn thiết kế cổng nền. Từ cổng nền này cổng cổng nền chúng ta từ cổng nền chúng ta có thể thiết kế được cổng n. Theo nguyên tắc thì theo nguyên tắc thì n cộng với nó là nền đúng không? Thì giờ ta nền cộng cho nó thì cũng là n thôi. Thêm được đối cộng nó là được cộng cần thiết. Nên rồi n đầu tiên thiết kế cổng nền trước đi. Thì thực sự tài liệu là hướng dẫn cổng nền thì nó không nên chúng ta hãy tận dụng sử dụng cổng nền trước đây. Đây là cái hình thiết kế cổng nền này, đầu tiên ta phân tích cái hình này nó có cái gì. Con này là con b phép này, hai con b phép ha, hai con b phép và hai con n phép ha. Cái thông số thiết lập như mình đã thiết lập trong cái video mà giới thiệu về con thiết kế cổng nốt, tí nữa mình cũng giới thiệu lại mình ha. Cái chỗ này là cái chỗ này này, cái chỗ này là cái xương ngõ ra này ha. Thế này ta để cái ao này để quan sát hàng xóm không? Thì nguồn VDC này, nguồn sông này không? Đó, hai nguồn sông này ha. Còn một cái đúng không? Đầu tiên là gì? Đầu tiên để ý rồi ha. Cũng mình như mình phân tích lúc trước á, thì cái chân giữa nối vào cái chân đường cái mũi tên này. Đó đúng không? Chân giữa nối vào chân mũi tên này đó, thấy chưa? Đó chân giữa. Đó cái mũi tên này, thì nó nhỏ tí thì mình có mũi tên nữa không? Đây ha, đây. Rồi thiết kế là cũng tự mở cái máy ảo lên, mở cái máy ảo lên mình hướng dẫn các bạn trong cái cổng nốt ha. Bây giờ mình không to màn hình dễ làm ha. Được ha, tắt cái này đi ha, rồi tắt đi ha, tắt đi ha, tắt rất luôn. Ok, thì muốn một kỳ thì đầu tiên ha, thì đầu tiên ha có chuột phải chọn terminal đúng không? Gõ lệnh này vô. Nếu lúc trước các bạn làm cộng nốt rồi thì nó sẽ lưu lại cái lệnh đúng không? Thì ta còn gõ nữa. Đó. Enter. Đợi xíu. Thì cái máy này mình đã mở sẵn rồi đúng không? Các bạn không có không cần mở lại được. Thì chỉ mở cho bạn lâu không bạn chút. Thì lâu đi ha. Tự vào file new chọn là chọn cái tên mình đợi ha. Bây giờ đặt là gì? Cộng nên ha. Cộng gì? Nên spending để rồi còn gì? Ok ha, nhớ nhé, tích vào đông nhất vào trên file này. Ok rồi, kích vào cái thay tên của bạn à, đúng không? Nên đúng không? Rồi và gỗ kích chọn file mình vừa tạo cái thứ một trước cái bài thiết kế của mình đó à, cộng nên tên nên đúng không? Đây đúng không? Rồi file cộng new save view nhé, tại ha file new save view và đấy, và vì những cái video sau mình sẽ hạn chế làm những cái bước cơ bản này ha. Người ghi ghi đúng không? Hoa gì thiết kế này chứ hoa dễ ghi, nhớ là phải đặt chân ha, chứ mình cắt là cũng bị lỗi cũng nên ha. Đó, thiết kế nên thì dễ đi ha. Rồi nhớ chọn cái chỗ này tool người ta chọn là gì, combo semantic đúng không? Nhớ nha, combo semantic ha, combo semantic nhớ nhớ nhé. Rồi ok, nó thì hiện lên cái giao diện thiết kế chúng ta đúng không? Cái chỗ đầu tiên chúng ta chọn linh kiện ha, nhìn lại cái hình chữ sơ cho dễ nhớ nhớ là ha. Đây nha, thực sự thì mình làm từ từ cho nó dễ, chứ còn ném kéo mình bày ra để thì tí nữa làm kéo hết linh kiện ra xếp xếp lại cũng mệt ha. Cứ làm ở đâu trước đó thấy là gì, hai con b phép đúng không? Đó, b phép, hai b phép, rồi hai b phép ở trung ở dưới đúng không? Đó là trung đúng không? Ờ, dưới đúng không? Ừ. Hai b phép đúng không? Nhỏ thế, cái này nhỏ thế, không to đi. Ừ, y ha, y lúc cũng y ngắn á, y ngắn á thì ra thư viện đúng không? Nhớ nhé, y ngắn là y ngắn này, đó. Rồi còn rau ha, chỉ đến thư mục ha. Cái này mở đâu? Ừ, nên thư mục nào ta? Ờ, đúng rồi đây. Đây nhé, cái get clip nha, mình hướng dẫn đây rồi ha. Rồi, mình chọn gì? Befet ha. À, Befet nè, đó, đó, đó. Rồi, ấn đó, chọn symbol mới được ha. Nhớ chọn Befet là chọn symbol mới được ha. Chứ không, mình không ra đâu ha. Symbol nữa mới được ha, nhớ nha. Befet. Rồi, kích Befet symbol nữa mới được ha. Đây đúng không? Ừ, hai con đúng chưa? Hai con đúng chưa? Rồi. Bắt đúng EC là anh sẽ thoát rồi ha. Thoát cái mất cái con này cách này. Đó, EC, đó, giờ thoát tới giờ. Nối dây ta làm gì? Ta bấm nút vào đất ha. Đó. À, khi bấm nút vào đất nó hiện này đúng không?
Ở đây nói chung là kéo lại lên rồi xuống, ok lên ok. Nhớ để mình hướng dẫn sao, nhớ là cái chân này, cái chân giữa này giữa cái chân mùi tơ là phải nói chung với nhau nè, hai cái này nói chung lại với nhau đúng không? Rồi sẽ có cái điểm đẹp xíu à, nó tùy mình thôi, mình đắp thôi để cho nó có người thôi, nó sẽ tùy mình thôi ha. Rồi ha, nhớ là hai cái này nói chung đúng không? Đó hai cái nói chung ha. Rồi tiếp tục coi còn thiếu gì nữa mới hôm nay qua. Rồi, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập con số màn hình to tí, màn hình này nhỏ quá. Bây giờ mình thiết lập thôi chứ các buổi chứ xong không thôi. Mình đã còn lâu rồi. Mình lại thêm lại đâu gì nữa. Rồi ha. Rồi gì tới gì nữa? Hai này có nguồn BDC đúng không? Rồi. Hai cũng BFS đúng không? Hai BFS tương tự ha, hai BFS. Cùng gì BFS ha. Cái này để nhìn lại anh coi. Hai con BFS, hai con BFS, hai con BFS nói chung lại với nhau đúng không? Ok. Giờ tới đi hai con NFS đi qua. NFS này, cũng to luôn. Hay luôn. Cái mục anh đắp clip có NFS không? Thích thì nghĩ con NFS đây, em thích thì cần kéo nhìn cũng dễ ha. NFS đây, rồi. NFS này, rồi. Đây, tắt này giờ nó dễ quá. Nhìn coi. Hai con đúng không? Hai con. Rồi, để xe thoát ra đúng không? Có thể nhớ là hai gì? Cái giá mũi tên và chân giữa thì nói với nhau đúng không? Có một đất hả? Rồi bây giờ mình nút cái tiếng nấp nút cái đất này nó dài thôi chứ. Dạ. Rồi. Ừ, hai bên trong ha. Rồi. Xịt kết phải là chục xíu ha. Rồi. Ừ. Rồi. Rồi ha. Chúng ta làm sao nói cái này lại chung với nhau ha. Ok rồi ha, nhìn lại thêm một xíu ha. À, nhớ chỗ này, chỗ này lúc trước là nói cho mọi người VLC đúng không? Đây đi để cho VLC em ta ok em đã biết ha. VLC thì V nó ra ha, VLC này bình thường chứ thường ạ, VLC này kéo thành cùng nó ra rồi đúng không? Hai đỉnh ra xuống rồi. Vừa đắp nối dây ha. Ok. Ây tiếp tục. Bấm nút Ây ra nè. Bấm nút Ây ra thì tìm những kiện người ta bấm Ây ngắn ha. Đó ra đó. Bây giờ người ta chọn gì? Chọn VND đúng không? Nó mát ha. Đó, có VND đúng không? Vừa đắp ha. Ra thấy chưa? Đó, ok. Tí nữa thông số thiết lập sâu hơn. Thì lệch hơn xíu rồi. Chả nhớ nè. Chả nhớ làm gì. Rồi gì nữa, hai nói chung với nhau đúng không? Cái chỗ này này, chỗ này này, chỗ này cũng BFS nói chung với con BFS NFS này, BFS nói chung NFS này đúng không? Tương tự cái này dài đúng không? Rồi cái này nói chung với cái này là xong đúng không? Ok, xác định được là đúng không? Chúng ta hình đúng không? À, mở nó hình to ha. Cái BFS này nói chung với cái này đúng không? Rồi, nó vừa đắp nó dây ha, EC vừa đắp ha. Nó dây là dây nó làm nhanh không? Rồi nó dây lên. Đèn led này tiếp tục, tiếp tục đèn led này nó đẹp nha. Lại vừa đắp lại ha, nó dây ha, vừa đắp nó dây thôi. Đó, xuống đây. Làm gì phải có nghệ thuật nó đẹp ha. Rồi ha. Tương tự chỗ này năm nói con này đúng không? Với đắp tiếp rồi. Đây là chung đúng không? Cái này chưa ăn, như thế này chưa ăn nha sao? Cái này kế mà, lên xe, kia tí đây, ăn chưa? Ồ, ăn ngon ha. Cái này nói chung món này đúng không? À, nó làm hết đúng không? Thực sự khi những cái này làm xong ta đóng khói, ta sẽ đóng khói này. Chỗ này lấy ra rất dễ cái này đúng không? Thiết kế là khó khăn hơn. Rồi chỗ này chỗ hai chỗ này là phải thêm mấy nguồn xong ha. Chỗ này là cùng chỗ này là chân ra này ha, từ từ nói xem ha. Nguồn xong hơi hơi gì ha, rồi chọn cái gì chỗ này anh đánh lúc clip chọn game bao ha, nguồn xong ha. Rồi
hai nguồn sung đây. Chúng ta cần máy nguồn sung, hai nguồn sung đúng không? Nguồn sung là để tạo tín hiệu vào đó, để ta biết thôi. Kế phải đẹp ha, để lên hai hôm sau mình nhìn đẹp ha. Đó. Mình cần cho đẹp ha. Giờ ta cao không cần thiết luôn, tại vì nó đã cần thiết rồi. Còn đây là ai, người đắp ha, nói dài. Nói gì? Mình đây mình thiết kế một nên hai ngõ vào đúng không, nên mình chỉ cần hai nguồn sung tương tự ta thiết kế được ba ngõ vào hoặc bốn ngõ vào đúng không? Tùy yêu cầu mình riêng đi đúng không, đúng không, riêng đi có một riêng đi đúng không, riêng đi ok có luôn đúng không, có này gì nữa đúng không, nói chung được không để đi chặt chặt đó này nó cũng riêng đi nữa sao đúng không, vừa đáp không nói dây, nói dây, nói dây này. Còn thiếu gì nữa? Thiếu cái ngõ ra đúng không? Ngõ ra là muốn bê bê phở, bê phở ra đúng không? Chọn gì? Ghi tên ngõ ra đúng không? À đúng không? Nhớ bài này là mình nghiên cứu dạy các bạn cho không có khó gì đâu. À đúng không? À nhớ chọn nick out và direct direct direction tao chọn out không? Out này đó, rồi ok. À đừng ra đâu. Để cái này giờ đẹp ha, để nó cái này rồi ha, nó này cho người đất ha, đó đôi dây ở đây ao ra này đúng không, mở ao này đúng không ta, nhìn lại coi, à mình bị sai rồi ta, ao này là đúng không, mình có bị sai này mà, từ mình sửa lại ha, nhớ cái đồ sai phải cái trái rồi. Lớp lại coi rồi không theo ý mình ta đó rồi thì như cái này là sai rồi, tại vì cái này cái nguồn sung mình không nói này đúng không, nguồn sung là phải nói này chứ sai rồi, sai nguồn sung là phải nói này chứ đó mới đúng này, nhưng mà đúng này nhìn lại cái hình lúc nãy coi. Đúng chưa? Coi thì để ý hai này nói chung đúng không? Rồi, nói chung này ra. Ok, có gì hết đúng không? Lên đi, lên đi. Làm cái gì cắt cũng cắt thôi. Rồi, đúng rồi. Ủa, mình sao rồi? Có gì rồi? Chết rồi. Chết rồi, cái lỗi này rất là nguy hiểm. Nếu mà đi thi mà gặp lỗi này thì chết rồi. Lỗi này thì chết đi. Ok tôi có xem chỗ rồi được sao nữa ta, chỗ này thường là mình khởi động mấy lần lắm, khởi động mấy áo lại chết rồi, biết nay nó sẽ mất rồi, bị sao ta, nó bị sao đó chết nước đi. Coi như bị thế này các bạn phải đập đơn tập đơn lại thôi. Mệt mỏi luôn. Bực thế, phải còn bị dính mà thôi, tập đơn lại thôi bạn. Phải đơn lại mẹo rồi, còn cái này được sơ rồi. Tập đơn lại. Bao vừa lên chắc là tắt nghỉ cho mình. Chả biết cái lỗi gì hết, nhưng mà thật sự là phải làm máy nữa. Đúng rồi, bây giờ mà ta chỉ đến cái mặt này thôi. Đó, mình lâu lâu lên. Ừ, ta còn lâu không? Còn lại nó chạy. Nhưng mà không phải yên tâm, tại vì cái file lúc nãy mình làm nó vẫn lưu rồi. Không lo lắng nữa. Chờ lâu, bắt đầu thời gian đánh đôi chúng ta lên mà chúng ta tiếp tục tìm máy.
định người sự. Còn không hết thôi. Chưa hết chúng ta phải tao cho lại thôi, bị lỗi luôn. Overwatch. Lại xin lỗi thế. Rồi ha, tiếp tục ha. Để một khẩu vào, bị lỗi lúc này á. Mệt mỏi á. Rồi ra một cái bên đầu ha, đó là có lưu sẵn lúc trước này. Rồi nhìn chẳng luôn. Nãy là mình có làm mình được cái một vòng cái nên đúng không? Tức là có thể đúng không? Đó là mình tức là thêm một chút này là cái gì là mình. Hết rồi. Mất hết rồi. Trời. Mất hết rồi, mình có làm được chưa lưu nó biến máy mất hết rồi. Có thể làm sao làm lại thôi, biết sao vậy? Ừ. Không biết không? Hay không bê phết là tiền đúng không? Là mà cho nhớ lâu không? Bê phết. Mình quên, ta phải chọn nhớ, ta phải chọn symbol nó mới ra được không? Symbol nó mới ra được không? Hay bê phết là tiền đúng không? Rồi. Còn nhớ dây đúng không? Rồi nói dây lại với nhau ha. Nhớ là hai cái này chúng mình có thời gian học hỏi lại ha. Tương tự này cũng vậy đúng không? Là cái đẹp đẹp đấy nha. Nó hay chung hay vừa đập nó là nghề luôn. Nói đâu nói được hoa thằng kia. Cái khóc gì nữa. Cái này hai cái này nó sẽ nói hai cái này nói chung là với nhau đúng không?
Cho nên lúc này quay lại này thì bạn đó, vừa đó. Vừa xuống. Ok. Rồi, chỗ này thiếu rồi, đây chỗ này cái nguồn này thiếu, hình để mình coi rồi nha. Mình được trước á. Chính vậy. Nên đây không? Đây dưới nguồn sông ADC, VDC thì có trang một NWF ha. Đây là VDC đúng không? VDC thì thường ha. Thì gọi thường những ngon thì cộng anh ha. VDC ha. Rồi lại ha. Ok. Rồi gì nữa? Zen đây đúng không? Zen đây nữa. Như gồ nó ra thôi. Là không được đắp nối dài lại với nhau đúng không? Ok. Rồi, mình đắp và nó lại với nhau là cái này, nếu cái này đúng không? Rồi. Rồi thôi, từ tí nữa mình hướng dẫn các bạn thiết lập con số sau nhé. Rồi dịch bây giờ là hai con B phép thôi. Màn hình hai con B phép nhé, hai con N phép nhé. Đây, cây chọn N phép thôi. Đây mình chọn B phép, giờ mình chọn N phép đó. N phép đó thì một nào? Một này nha. Đây một Y, X, B, L, N phải hai con, cái này cũng hai con ha. Đấy là hai cái chân này đúng nói chung là sai. Hai cái chân này mình nói chung là cái chân giữa này, còn chân ấy này, chân đây rồi. Thì nói chung cái này đúng không? Cái hình vẽ này lúc trước mình đã xem rồi đó. Rồi đó. Cái kép đều đẹp xíu rồi. Cái kép này tương đương với những con dễ coi xíu. Rồi, vừa đắp ha. Vừa đắp mới ra đi. Này, con nào? Con này nói chung mới. Con nào cũng được ha. Cái này nói chung mới cái này đúng không? Cái này nói chung mới cái này đúng không? Này đúng không? À. Như trong này nói chung này cứ còn lại chưa rồi thì bây giờ tới gì tới nguồn sông đúng không anh cái một nào anh lắp clip đúng không thì chúng ta chọn này với đến với bầu đúng không rồi hai đường ra là hai nguồn sông đúng không hai nguồn sông đúng không hai cái hai xe gì như thế đây đúng không còn cái gen đây đúng không rồi rau này cái gen đây đúng không rồi có đúng không cái gì có được tượng ra vừa đắp nối dài lại nhau đúng không rồi nó lại với nhau đúng không ô đây cái này nó mát luôn rồi sao đúng rồi xíu à nó đẹp tí rồi không phải chụp tí xíu rồi rồi ngồi ra thì ngồi ra ha đúng không ta nói ngồi ra muốn nào cũng bê luôn và phở nào ra như đặt tôi ngồi ra là ao ha ao đi. Rồi ao là cái gì ao ao bút ha ok ao này đúng không ta rồi đập tức này cho nó cái dễ coi quá đó là ta nhìn nó trung tâm nó dễ coi ha đây chỗ này ra đây đúng không đó còn lại hình đúng chưa rồi mình rồi mấy tay mới thiết lập con số chưa ha đó hình này đi hình này mình đi cắt đây đúng chưa dưới bước chân okay. Mình có xa xa, khách sơ đồ một xíu. Dính lại xíu thôi. Chưa dính cái hình đập. Cái này dính ở trong này. Đập thôi, con này ở trong này. Đúng rồi. Lỡ ngồi luôn. Mình ngồi mà đúng rồi. 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 Ok, đó bây giờ chúng ta thiết lập thông số ha. Đầu tiên thiết lập thông số cho cái xe
chính là thông số cho cái vùng VDC kích vào nó thì rồi nên là nó cũng được quy ha, rồi ta chọn VDC chọn 1.2 V ha, ngay là ok rồi, thì là nó đi nhiều V nhiều hơn rồi. Chỉ lập cho BFS này, BFS rồi mình cũng tự là quy luôn ha, ra này 1 U, trên là 1 U ha, cái chỗ mà VW là 1 U 45N đúng không? Cái VL là 45N này rồi, ok nhé. Tương tự cái này con này cũng tương tự vậy thôi. Quay luôn 1 U 45N luôn. Ok luôn. Cái này còn chẳng khác gì ha. 1 U 45N ha. Ok luôn, cái này cũng vậy thôi. Quay luôn 1 U 45N luôn ha. Nhớ nhé, mình con N vào ha. Ok, còn thiếu nào hai nguồn sông ra đây. Quên luôn rồi. 1.2 V đúng chưa? Ok. Cái quay thăng 100B. Đây nè, dây không? Tương tự sẽ phân thăng 100B luôn rồi. Rồi. Bớt sao mình chọn cái đầu lòng của sông á, mình chọn là 24 cái dành đi chị á. Nếu như muốn 1.2 cũng được đúng không? Thôi nãy 24, chúng mình chọn 1.2 đi. 1N đi. Yes. 2N ok ok cái này cũng vậy thôi, để anh hướng gì đó quay luôn 1.2 luôn cầm luôn 1.3B đúng chưa, ok tương tự 1.3B đúng chưa, ok cái này là 2NS đi 4N ok rồi, làm xong phải làm gì, phải lưu lại, nhớ lưu lại, mình tính là lưu lại ok quên đi, lưu lại quên đi cho nó một lần được rồi, mình vẫn phải nhớ chọn con thao tool chọn gì and lock environment rồi là để tí là tắt này cho nó dễ quá à. Cái này đừng tắt nhé, tắt này là nó mất luôn á đó là nó chọn season đúng không, rồi chọn option nó nhé season option này option đó rồi chọn vào A và W đúng không đó nhé, ok tiếp tục chọn sức tập chọn vào model library kéo lên và lâu rồi dẫn đến 45 kéo lên đây 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần thường là 3 lần model kéo này chọn được 45 rồi chọn được 45 rồi đó ok nhé end vào rồi ok ha chọn nó này đây ha anh em đây chọn chuông thích 80 thích 80 thì 10 cũng được ha 80 dùng dài thôi 80 chuông là chọn 80 chọn mô đồ này ha ok 8 mô đồ ok này phải có này nhé có này ok nào nhớ hàng này nhé rồi, ok chọn vào simulate net luôn ok đây chứ đó chạy này báo cáo chính xác là đúng hơn rồi bây giờ ta kiếm cái dàn sống đúng không đường xuất này chọn ba lọt này chọn vào tension signal này đúng không rồi mình có hai ngõ vào đúng không mình sẽ ra hai ngõ vào một khóa ra đúng không mình hai ngõ vào một khóa ra bây giờ mình sẽ kết vào này mình kết vào gì này rồi này kết vào này kết khác vào không à, rồi này đó bài một không xong kết xong đúng không kết gì ESC rồi tắt sóng rồi bấm này cho tắt sóng này ta biết là cộng nên thì cộng nên nào cộng nên nó chỉ bằng một khi nào khi cả hai cùng bằng không đúng không khi nhỏ vào cùng bằng không thì nó bằng một đúng không còn nữa tất cả là bằng một đúng không và ta quan sát đúng không cộng nên đó, nó chỉ bằng không khi hai ngã vào cùng một đúng không còn lại tất cả là cộng nên nó chỉ bằng không khi hai ngã vào được bằng một đúng không còn nữa nó sẽ bằng một khi mà tất còn lại được cộng lại đúng không lúc chưa đi nhìn cái đồ kiểm tra là đúng không tại không này không này đã không không là ra một đúng này một không ra một đúng này một không là một đúng không đúng này không chỉ một là không thấy chưa đúng rồi đó đúng rồi. Ở bước này mình sẽ hướng dẫn các bạn là
sẽ là gọi là đóng gói cho cái comment này để sau này người ta dễ sử dụng hơn. Đóng gói à, đóng gói à, đúng phải đóng gói à, đặc biệt là đóng gói. Ở trước khi đóng gói á, thì chúng ta phải bỏ cái nguồn sung đây à, tại vì nguồn sung này tới được cho thương hiệu đâu vào, bỏ đi à, bỏ đi, bỏ đi, bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ luôn à. Cái này không xóa, chỉ xóa lại nguồn sung thôi, tại vì nguồn xanh nguồn sung nó sẽ hai cái hiệu vào đúng không? Lúc B là B phải không? Bây giờ ta cần hai cái hiệu vào đúng không? Hai đúng không? Vào đi. Bây giờ là nó vào là cái dòng in đúng không? Nó vào là in đúng không? Rồi ô hai. Hai là đúng không? Cái này phải mình xây đúng không? Rồi tiếp tục. Mình đắp nối dài lại nó như vậy. Ok, tương tự cũng B luôn ha. Giờ còn B cộng B ha. Rồi tạo in đúng không? Hai là đúng không? Nối dài ha. Ok, bây giờ ta sẽ đóng gói ha, đắp đơn giản chỉ cần một bước nhỏ thôi, đi sau đi sai ha. Design, oh, sale đúng không? Design đúng không? Design chọn vào Publish. Kết vào Publish. Ta kết vào Publish Sale View đúng không? Chọn vào Sale View đúng không? Home Sale View nhớ nhé, Publish Sale View, Home Sale View rồi. Chọn cổng mình đúng không? Nên ok đúng không? Rồi này. Ok luôn ha. Đó bạn thấy cổng mình ta đã hoàn thành đúng không? Hoàn đúng không? Đó, cái này đã hoàn thành rồi. Rất dễ dàng đúng không? Hey. Đó. Đây là xong nhé. Rồi, thôi.